Trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Trân trọng kính mời Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chuẩn bị. vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn.